Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh Hà Luận TT. Quý vị khán giả ơi, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2021. Buổi sáng đầu tiên mà Gò Vấp phong tỏa vì dịch bệnh đó quý vị khán giả. Từ đêm ngày hôm qua là đã có 9-10 chốt gì đó đóng tất cả các cái cửa ngõ mà vô Gò Vấp rồi. Bây giờ là nội bất xuất, ngoại bất nhập, trừ những trường hợp nào mà có thể đi ra ngoài do công việc, ví dụ như là nhân viên y tế hoặc là những người mà làm cái công việc gì đó đặc thù cần phải đi ra ngoài, không thể nào work from home được, thì mấy cái chốt chặn đó người ta sẽ kiểm tra xong rồi coi có đi ra được hay không, chứ còn mà còn đi vô là như chắc không được rồi đó, đâu có cho đi vô trong quận Gò Vấp nữa đâu đó. Rồi ngày đầu tiên ở nhà vẫn phải làm việc thôi quý vị khán giả ơi, nhưng mà ăn sáng trước đã. Này là khoai lang quý vị ơi. Ăn sáng, sáng ăn sáng. Cái gì ta, khoái ăn sáng là sáng ăn khoai. Cái khoai này hấp từ đêm ngày hôm qua rồi. Hôm qua thằng nhóc nhỏ nó đòi ăn khoai hấp, cái Hà hấp cho nó xong cái nó ăn có một cục mà cái Hà cất tủ lạnh, giờ sáng lấy ăn. Đó, rồi chiên trứng ăn đơn sơ giản dị vậy thôi. Chứ giờ không biết ăn gì nữa giờ. Trời ơi, hôm qua đó mấy cái siêu thị, mấy cái Bách Hóa Xanh gì gần gần khu vực nhà Hà hả, người ta vô người ta gom đồ hết sạch luôn quý vị ơi, người ta mua hết, mua mì, mua trứng, mua gì quá trời luôn, người ta mua hết trơn luôn. Xong rồi Hà cũng đi mua quý vị nhá, Hà cũng đi mua. Xong rồi mua ở ngoài Emart á, lớn lắm chứ không có nhỏ như Bách Hóa Xanh. Trời đất ơi, đang đứng lựa mua rồi thấy người ta chen chúc xếp hàng hả, nhiều khi mình xếp cả hơn nửa tiếng đồng hồ quý vị mới tính tiền được. Rồi ha, mua cho một xé xong rồi cái nghe người ta nói là hả, gì quý vị khách hàng hãy dạng giống như là cứ bình tĩnh, kiểu giống như là Emart thông báo là trong cái thời gian mà phong tỏa Gò Vấp 15 ngày á, thì Emart vẫn kinh doanh bình thường, người ta vẫn bán từ 7 giờ, vẫn phục vụ từ 7 giờ cho đến 10 giờ rưỡi tối. À, phục vụ những cái nhu cầu mua sắm ăn uống lương thực thực phẩm cho bà con và đảm bảo là hàng hóa đầy đủ gì. Nên quý khách hàng không có dấu gì, không có nhất thiết là phải dạng như gom hàng gì đó quý vị. Trời ơi, rồi người ta quy định nữa là hả, mỗi người chỉ được mua 2 thùng mì thôi. Thấy nhiều người lấy mua mì nhiều lắm, không có, Hà cũng mua 2 bao gạo mỗi bao 5 kg, nhưng mà Hà mua 2 bao gạo mỗi bao 5 kg là tại vì sao, nó đang sale. Nó đang sale gạo ST24 ngon lắm á, nổi tiếng trên thế giới, gạo đặc sản của Sóc Trăng đó quý vị, nó nhà rất ngon mà hôm qua đang sale, cái Hà mới mua 2 gói. Chứ thật ra Hà ở nhà bữa mới mua của Coleman Food Mart 5 kg. Ở Coleman Food Mart thì đóng gói cái quy cách là 5 kg 5 kg, thì mới mua 5 kg rồi đó. Cái xong cái hôm qua đi thấy gạo ST nó khuyến mãi cái mua, chứ thật ra Hà cũng muốn ý định chữ gạo. Nhà gần Food Mart lắm, bước ra ngoài đường chừng chưa đầy 5 phút, chắc đi chừng 2 phút 3 phút là tới cái Food Mart rồi, ngay ngoài đầu đường nè. Food Mart của công ty á, bán gạo, bán tiêu đường, mắm muối đủ thứ. Đó. Thì mà tôi mê đồ xeo lắm, thứ xeo cái tôi mua 2 bao luôn. Định về cho nhà nội bớt 1 bao mà nhà nội nói nhà nội cũng chữ 20 kg. Nên thôi không cho nữa. Hôm qua đi chợ mua cá mua đồ đó quý vị, mua về làm sẵn bỏ trong tủ lạnh á. Người ta nói là mình vẫn có thể nói chung là hạn chế đi ra ngoài, rồi nhà giãn cách nhà, phường giãn cách phường, thì bây giờ hạn chế đi ra ngoài thì đi chợ đồ này nọ cũng đi ra ngoài đó, nên cái sẵn thôi mua về làm hết một lượt bỏ trong tủ lạnh, thì ngày nào mình ăn thì mình lấy ra mình nấu lại rồi mình ăn thôi. Còn rau với lại bí đồ này nọ thì trời, hôm qua Hà vô trong Emart là Hà định là mua mấy cái loại mà rau củ quả cứng mà để lâu được, ví dụ như là bí đỏ nè, bí đao rồi này gọi kia, mà quý vị tin không, không còn một cái gì luôn, không còn một trái bí đao, không còn một cục bí đỏ nào hết. Trời, cái quầy rau củ quả là người ta lấy sạch luôn á, cà rốt không có luôn, định mua cà rốt để nấu bò kho rồi đó mà không còn một cái gì hết trơn á, bông cải bông ơ rồi rau riết gì người ta lấy sạch hết, người ta mua hết trơn luôn á. Hôm qua mua một gói nấm thập cẩm rồi này kia, lát chưa nấu canh, nó canh nấm với lại bò viên, thịt bò rồi cho hai mấy nhóc ăn thôi. Chứ còn hả, trời, người ta mua sạch hết, không còn một cái củ à, khoai tây thì còn, hôm qua khoai tây thấy cũng còn, nhưng mà người ta cũng lựa mua hết trơn luôn rồi. Còn mấy cái mà người để lâu được đó là người ta mua hết đó.
ở nhà bây giờ tôi sợ quá, 15 ngày tôi ở nhà chứ tôi mập chắc chắc tiêu quá, mà ở nhà vẫn phải sửa kịch bản quý vị, chứ không có chơi được đâu, không chơi không được đâu. Mà bây giờ tôi thấy tình hình căng quá, mà thấy hôm qua hôm kia mấy người mà dân trong thành phố á, nghe là sẽ phong tỏa, cái tự nhiên rần rần kéo về quê lo dễ sợ luôn. Giờ mình đâu có biết mình có F1, F2 gì không, tại vì bây giờ lộn xộn á, nguyên cái quận Gò Vấp là hầu như là phải phải lấy mẫu để mà tầm soát hết luôn, tức là giờ không biết ai vô ai luôn, không biết ai F0, F1, F2 gì trơn, nên là ai ở đâu ở đó đi, chứ đi về quê làm gì, trời lỡ mà mình có bị cái gì mà về quê chắc ân hận hẳn. Muốn đi về dưới Long Khánh lắm á, cho hai đứa nhỏ về chơi, nhớ mấy đứa cháu ở dưới mà đâu có dám đi đâu, sợ giống như ở dưới người mình đang trong cái gọi là cái trung trung tâm của dịch đó. Rồi chắc bữa giờ cái vụ mà mấy mấy cô chú anh chị gì truyền giáo phục hưng gì đi từ lưa tà lá trơn á, bây giờ Gò Vấp biết sao nữa, nên hả không biết nhà mình như thế nào. Nhà Hà là đi lấy mẫu test hết rồi, người ta lấy cái tăm bông dài vậy nè, là quấy 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 vô mũi mình á để lấy cái dịch ở trong đây để xét nghiệm, mà đi hôm chiều 28 đó ra, 28, 29, chiều 29, chị em chính lấy mẫu rồi chưa có kết quả gì trơn á, bạn đợi đó. Thì nhưng mà hả từ bữa giờ đâu đâu có biết đâu, thì cũng work from home từ cũng 2 tuần nay rồi, nhưng mà cũng đi chợ đủ, quý vị ở nhà làm thì cũng phải đi chợ rồi, cũng có đeo khẩu trang, nhưng mà nhiều khi mình cũng lo lo mình kéo rồi nói chuyện rồi này nọ, gặp từ lum tà la người ngoài chợ rồi, giờ cũng biết sao nữa, mà để chờ kết quả thôi. Nhưng mà trong khi chờ kết quả thì vẫn giống mình tăng miễn dịch cho gia đình, uống cam, uống C rồi với lại súp nước muối mua nè. Đây. Nè, mua mấy cái gia súp bự 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 này nè quý vị khán giả, đó sáng đánh răng đồ này nọ xong là bắt bắt mấy đứa nhỏ rồi kia súp súp họng, súp 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 họng rồi xong tối đi ngủ cũng súp 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 họng rồi vậy đó. Chứ giờ không biết sao nữa. Lo lắng quá chứ ăn riết mà uống. Nhà ăn đủ 3 bữa 6 bữa luôn á, chứ đừng nói hai nhóc nhà hạ đói suốt à, nhà chơi không mà đói suốt gì ơi, ăn ngày 3 bữa mà xong rồi chút xíu có đói chút xíu có đói. Ở nhà mình ăn gọi là ăn ăn thừa cũng thì nó biết chắc mặc ú chết á. Phải làm ở dưới Vĩnh Long đó quý vị, hôm qua thấy cái anh bạn anh đăng giải cứu Hoa Lan Vĩnh Long, bây giờ dịch bệnh tùm lum rồi này nọ đó. Không biết sao mà người ta bán buôn không được nè, Hoa Lan ở dưới đó chuyển lên trên đây mà 10 kg có 65.000 à. Đó. Thấy như cực người nông dân ghê không? Trồng khoai cũng lâu lắm mới ra củ chứ bộ. Thu hoạch đồ này nọ mà giờ có ăn ra Sài Gòn quá. Bán 10 kg có 65.000. Rẻ vậy đó. Mà năn nỉ mua giùm để giải cứu chứ nhiều quá người ta không có bán được cái gì. Ngon, khoai này rất là ngon. Nhưng mà khoai này luộc lên để lạnh nó ngon hơn nè. Nếu mà cái này hấp lên mà không có để lạnh nó hơi bở bở sao, mà để lạnh nó ngon, lạnh cứng cứng ăn nó ngon. Này luộc chín rồi nha, chứ không phải là luộc còn sống đâu mà cứng đâu, luộc chín là hấp rất là lâu rồi xong mới để tủ lạnh cứng là ăn ngon. Thằng con Hà nói thế này á, cái gì à, cắt chậm những gì đó, khoai là tinh bột là cắt chậm ăn á, là giảm cân thì ăn cắt chậm, còn cơm á là cắt nhanh gì đó. Ôi trời ơi, ổng tìm hiểu để ổng siết xuống cân để ổng thi đấu với mấy chị nên ổng rộng lắm. Cái hàng này phải ăn khoai, muốn giảm cân phải ăn khoai ăn bắp á, còn cơm là mặn. Nghe nói vậy biết biết được rồi. Ở ở ở bên ở bên nước ngoài á hình như là đỡ hơn rồi sao á, nhà hàng có bà con bên Mỹ nói là cũng đỡ nhiều rồi, đi làm đồ lại hết rồi, chích ngừa đồ này kia hết rồi, ai có về đâu, giờ tới Việt Nam mình buồn ghê vậy á. Hên ở nhà hồi đợt 30/4, 1/5 nhà hàng không đi đâu chơi á, ở nhà hết, sợ sợ là tại vì đó cũng nghe được là được kịch rồi. Bây giờ không biết làm sao, không biết đâu vô đâu, chứ thèm đi Vũng Tàu, hai đứa nhỏ nó nghỉ đi Vũng Tàu, đi Vũng Tàu không dám đi,
Rồi cái Vũng Tàu cũng đông dữ lắm. Mình không dám đi ở nhà không, không dám đi đâu chứ. Rồi, sợ chết. Nói chứ là chết có số rồi. Ai tới số chết thì chết rồi chứ còn giờ sao biết được. Nhiều khi ở nhà không gì mà cũng mắc Covid nữa chứ đừng nói. Không biết mắc từ đâu, nhiều khi không khí luôn. Tới nỗi mà không khí mà cũng có nữa thì chắc là thôi. Thôi nhưng mà nói chung là tin tưởng. Tin tưởng là cố mọi người cùng cố gắng. Hết nguyên cả nước đó nói là sẽ gì lấy mẫu tầm soát hết luôn vậy thì cũng như coi để tìm ngay chỗ nào thì diệt ngay chỗ đó. Mọi người cùng cố gắng ở nhà hết theo chỉ đạo của nhà nước để mình tuân thủ thì chắc là sẽ ổn hết thôi, không sao đâu. Ngày đầu tiên ở nhà trứng chiên ốp la, cái này kim chi quý vị ơi, kim chi trứng chiên này tới 3 trứng ba trứng này, hai củ có lẽ không phải mình tôi ăn hai cái trứng này đâu nha đó, có người ăn phụ. Không ăn cái gì giỡn còn nhiều đó. Bây giờ ở nhà không biết quay clip gì cho quý vị nhà coi, những mấy bữa bận đâu có quay gì đâu, đi làm thì không có quay được, phải chị đi xuống đoàn đúng miệng màu cái gì đó, nhiều cái để quay dưới đoàn rồi đó, không có xuống đoàn, bận linh tinh đang việc xuống đoàn. Có không xuống từ hôm bấm khai mấy tiếng giờ hà xuống là đúng có một lần xuống họp với anh Minh đạo diễn xuống cho Bình Chánh á, đi có một lần một xuống dưới họp mấy tiếng đồng hồ là về thôi, rồi ở nhà làm không à, không có đi xuống đoàn nữa. Mấy đứa dưới đoàn cũng rủ chị xuống đây chơi, xuống đây chơi chứ bận chết chơi gì trời, trăm công ngàn việc đó nên hả không có quay gì hết trơn, không có gì để quay. Dạ hôm qua tối qua mới nói với mấy đứa con dạo này ở nhà nhiều á, mình quay clip lại mình quay, mà giờ ở nhà không có gì đâu quay, đè ba mẹ con nó quay chứ giờ sao giờ quay ăn uống rồi, trong nhà rồi thôi chứ giờ không biết quay gì cho mọi người coi luôn. Thôi cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều.